Thưa quý vị, ngày mai ngày ông Công ông Táo về trời, cả nước đều sẽ có thời tiết thuận lợi, không mưa và trời tạnh ráo. Miền Bắc đang chịu sự chi phối của một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24 đến 26 độ Vĩ Bắc. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, đêm nay miền Bắc không mưa nên nhiệt đêm khá dễ chịu, trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Sang ngày mai Bắc Bộ không mưa, trời nắng từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, mức nhiệt tương đối cao giữa những ngày chính đông. Tuy nhiên, đợt nắng ấm này sẽ không duy trì lâu, từ gần sáng và ngày 15 tháng 1, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ di chuyển xuống và gây mưa, làm cho nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh. Dự báo trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ sẽ từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng núi, nhiệt độ hạ xuống còn từ 5 đến 8 độ. Với miền Trung, trong đêm nay mưa chỉ còn vài nơi, ngày mai trời tạnh ráo nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 1, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông và sẽ xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, trong đêm nay không còn nơi nào có mưa, ngày mai trời nắng nhưng không gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Trên biển, đêm nay và ngày mai ở khu vực phía Bắc của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió nhẹ, biển lặng và không còn mưa rông. Còn ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió duy trì hướng Bắc, cường độ ở mức cấp 3, cấp 4, mưa chỉ xảy ra vài nơi. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.